Đấy, hai anh em là đi chăn trâu. Đấy. Đấy, xem nào, chăn trâu xem nào. Có đợi tránh ra. Đi ăn cỏ. Ừ. Đi ăn cỏ mà cho nó đi thế à? Đấy. Một vùng quê rất là bình yên nha các bác nha. Đấy. Sẽ con thì các bác con về quê để đi chơi. Nào thế. Đúng rồi, thế là ra tắt trâu tiếp đi. Cẩn thận nha. Cành này rất còn rất ít ở nhìn thấy. Đấy, cẩn thận nhé, cho nó ăn đi. Ừ, ăn đi xong là chăn hai anh em chăn. Đây đây còn một con nữa. Đâu xem nói chuyện gì với nó nào. Bún. Nói chuyện với con trâu kia à? Bảo, bảo gì đấy? Này hả? Đấy. Đi nhặt rau rau ở ruộng trên ruộng luôn nha các bác nhé. Ôi tránh ra con ơi. À, đấy. Dặm à? Đấy. Rau bí nhá. Ui, tươi quá nhở. Về tước luôn đi. Ừ, ra hoa rồi. Có quả rồi. Bác Phúc, nhìn này. À. Ui ui ui, cẩn thận. Tí nữa cho Phúc cho. Con cho đến đấy để cho bác chơi điện thoại iPhone của nó mất. Đây đây là con trâu. Nhắn kia. Ừ. Đấy, con trâu đang con trâu ăn cỏ một tí, hai đứa này nghịch từ nãy giờ nó không từng đến cỏ nào. Có cỏ chứ. Bốn ơi, để cho ăn cỏ một tí cho Phúc cho đấy. Nó tức đấy. Nó không phải mấy mưa sẽ phát là nhiều ngay. Bác ơi. Bác quay bác Hương đi đừng quay con nữa. Đấy xem đi chăn trâu đi. Cái thác bò là càng lên càng. Muộn rồi. Sáng mai. Sáng mai. Đây. Ừ. Ui, cẩn thận. Đấy. Đấy. Xung quanh đây là ngô nhá các bác ạ. Sắp đến mùa ngô luộc rồi. Đây này. Đây chúng ta cùng đến với ngô này thì sắp nếu mà trời mưa nhiều thì sẽ được lên đồng chỗ. Đây rồi. Đấy, quả rất. Đấy, ngô nếp. Rất là nhiều. Đấy. Kìa là
họ đang chuẩn bị vào vụ. Đấy. Sao? Bây giờ tháo móc ra để hai anh em có chăn được không? Ừ, nào xem nào. Nào cười ra sao? Cố gắng cười xem nào. Cười đi, ngồi xuống cười. Phải cố gắng chứ. Không được à? Dắt trâu về cho ông á. Có dắt được không? Có. Ừ. Một, hai, ba, kéo. Kéo. Để kéo con nha. Ok, kéo con. Một, hai, ba, kéo. Đây là cái bãi cỏ ngọt nha các bạn. Cái bãi cỏ ngọt đấy. Nhưng mà đang ấy khô quá. Đây, rất nhiều cào cào nhiều lắm đây này. Này cào cào bay này. Có bắt cào cào không đây này? Cào cào đây này. Ui bay ở mầm này. Đây. Ui đấy bắt đi. Đấy. Cào cào nhiều lắm. Đấy. Bắt nào, bắt xong cho con kiến ăn đi. Đấy, bắt đi. Cào cào ấy. Con chào ơi, con chào nhà. Các bác thân mến thì ở đây nhá, đây là người ta làm mạ khô trên này. Thì họ làm mạ khô này. Đấy, mạ khô thì nó gieo sẽ mọc chậm hơn, mọc chậm hơn và nó sẽ không tỷ lệ nó khó rất là không được là 100% đâu, bởi vì là khô mà người ta vẫn làm đây này. Đấy, mạ khô để trồng cấy bình thường đấy các bạn, họ làm mạ khô đấy. Chỗ này như chỗ này là mạ đều này, đều nó cũng sẽ làm không như là ở các vùng xuôi người ta làm bằng nước thì nó sẽ đều hơn. Đây thì thậm chí là nắng là mất luôn giống luôn đấy, phải tưới được. Năm ăn năm thua các bạn ạ, làm cái mạ khô này có những năm thì có gia đình đã không đủ mạ để cấy đâu, bởi vì là nó mọc thưa quá. Này, như chỗ này là hỏng rồi đấy, như bên kia nó dày đấy các bạn. Này không tưới làm sao mà được ăn. Vẫn làm nhưng mà do thiếu nước. Rất khó nước trong mùa này. Làng rất là đẹp nhé. Vẫn còn yên bình lắm. Bên này thì ở đây du lịch chạy mầm ấy, qua tuyến đường này. Chưa. Xe không bao giờ dừng. Đấy. Còn đây thì hai bạn nhà mình. Đứa này này là con trai của Phúc Bang, còn bên kia là cháu con em cô. Đấy, hai bạn hôm nay là được nghỉ lễ đi giúp ông một bạn là ông ngoại, một bạn là ông nội, giúp ông nội ông ngoại chăn trâu. Đấy, nào cẩn thận nha. Bác đây. Con chăn được không? Có. Ừ, thế bác đấy ra con cho nó đi ăn ở bờ kia nhá. Vâng. Rồi. Rồi được rồi, đây. Ông thì đã buộc vào một cái cọc này. Rất là chặt nhá. Ừ, rất là chặt. Bây giờ không. Ta gỡ ra nào. Như kiểu là mảnh đá. Ừ. Nhà chặt lắm. Để tôi đập cho. À, để. Ừ, vào tay đi con, tránh nhá. Đấy. Đấy.
Đây, được rồi. Nào cầm nha. Đây. Cho nó chăn, cho nó chăn nó ăn thôi nhá, cho nó ăn ở cái những cái bờ kìa. Nó cỏ nhiều nhiều kìa con ơi. Cho nó ăn cỏ đây này. Đây này. Cho nó đừng ăn ngô nhá, cho ăn ngô là ơi vượng tránh ra này. Ừ, đi nào chậu đấy, hai anh em chăn một con thôi. Đấy, cho nó ăn ở đấy. Ừ, đúng rồi. Được rồi, thả ra nó khác ăn. Đừng, đấy. Nào, nó lại ăn ngô bây giờ. Đấy, cho nó ăn đã. Đấy. Cầm dây đi, cầm dây đi, cầm dây đi. Đấy, cầm. Đấy, rồi. Cầm rồi, cho nó ăn đi. Ừ. Nào, nào, nó sắp bước qua dây rồi kìa. Kéo dây, bạn dây, cái dây phẳng lên. Dây dây kéo dài ra đi. Đấy, nó đang ăn rồi đấy. Cho nó ăn đi. Rồi, hai anh em chăn. Ừ. Ừ. Đây này, nó bước qua chân rồi kìa. Chân nó bước qua dây rồi. Cứ kệ nó, cứ kệ nó. Nó không ăn ngô thì thôi. Ăn ngô là tối nay là người ta đến thăm nhà ông nội đấy. Để bắt ông cháu, bác cháu mình đền đấy. Đấy. Bác phải 300 triệu thôi. À, 300 triệu à? Ừ, đấy đấy, cho nó ăn đi. À, ông nội thì có hai con trâu này bác ạ. Các bác đấy. Ơi. Ừ, đấy đấy, nó đã ăn kìa. Cẩn thận nha, đấy nó đang cỏ đứng kia nó. Kia nó đang ăn đây. Đừng cho nó ăn ngô là được. Bố ơi. Ừ. Đấy. Đấy, được ăn cỏ nhiều nó ngậm ầm ầm luôn này này. Ăn đi. Ờ, tiếp theo là ăn cỏ. Đây. Nó chạy của mình. Đấy. Thôi, đây, 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 đi chăm chối cho ăn ngô kìa. Xem đã. Đấy, tuổi thơ ùa về. Ngày xưa thì Phúc Bàng cũng chăn trâu. Cũng được chăn trâu nhưng mà không được, không phải buộc như thế mà chăn hàng mấy con cơ. Nó có bãi thả ra. Bây giờ cái ngày cái hồ nóng xẻm mà các bạn hay gọi là cái hồ nóng đâm bây giờ ấy, thì là cái chỗ đấy là ngày xưa là mình hay thả trâu đấy. Ngày xưa bác Phúc có thả trâu không? Có chứ. Bác đi chăn trâu suốt đấy con. Có bác có đại học và bằng đại học chăn trâu đấy. Đấy, cả cái núi ngọn núi kia là ngày xưa mình cũng thả trâu đi bên đấy. Đó, thậm chí là những chỗ này đến trên này là bây giờ là như thế thôi, ngày xưa là trồng ngô nhiều lắm. Trồng ngô trên này là một tại đấy mình cứ thả trâu đến là cứ theo dọc đường ấy mình đón ở bên dưới này. Đó, bây giờ thì trồng cây hết rồi. Quê hương đổi thay. Trâu bây giờ không thả mà là buộc. Người lại phục vụ trâu rồi là gánh cỏ về nuôi trong nhà đó. Đấy. Okay. Cẩn thận nha, ngã nha. Thật sự là các con được về với ông bà thì có chỗ rất nhiều chơi, chỗ chơi. Nếu mà loanh quanh thành phố thì cũng chỉ là bốn bức tường. Cùng lắm là đi ra quảng trường chơi một lúc. Nhưng bây giờ thì lâu lâu ngày nghỉ lễ thì được như thế này thì các con rất là thích luôn. Các bác ạ, ai có quê thì cố gắng cho các con nghỉ được đến đi chơi cùng ông bà. Và cũng được cho các con trải nghiệm những cái cuộc sống ở vùng quê. Để trong các con sẽ có những cái ký ức mà sau này còn lưu lại được, đó là vùng quê thật là yên bình. Đấy. Mặc dù cũng có nhiều đổi thay của bản làng, đấy là điều tất yếu rồi, nhưng mà
cũng sẽ là giữ, nếu mà lưu giữ lại được những cái kỷ niệm thì rất là tốt. Có những bạn ở thành phố sẽ biết là trâu qua tivi thôi. Đấy. Con nghẽ ơi. Đây đúng rồi. Đây sang thăm con này. Này to hơn đúng không? Đấy, nó, bây giờ nó mới chịu ăn này. Đừng đánh nó nha. Đánh tuổi khúc đi đấy. Ừ, thế bây giờ tháo nốt con này ra, con có dám ấy không? Có. Ừ, trông nha. Ôi giời ơi. Trông con kia. Ờ rồi. À, đây này, đây là được rồi, đây là một con sâu này. Đây một con sâu này, sâu lông rất là sợ đấy. Đây đừng sờ vào. Đây. Không, đó là con tiền cào thôi mà. Ừ. Đây đây đây. Bây giờ là con trông con này nhá, được không? Không. Thế thì bỏ ra lát nữa nó đi ăn ngồi sao? Cẩn thận con. Anh vẫn trông con này. Ở đây cho con nghe kia. Đấy. Châu to thế không à? Đây nhá, đây là châu nhà ông ngoại anh nhìn đi. Con bướm ơi. À con bướm ơi, đuổi bướm đi. Con bướm ơi. Đuổi bắt bướm. Cào cào bay rồi. Cào cào bay nhiều lắm. Đấy vào đi tìm đi, vào trong này đấu rồi nhiều lắm. Đúng rồi. Con cào cào. Rồi, cào cào. Ui. Nhiều chưa? Thế con có thích chơi ở đây không? Có chứ. Ờ, à, hay là thích về nhà? Về nhà không thì là con mình chơi ở đây. Ờ, à, chơi ở đây có thích không? Thích ạ. Ờ, thích ạ. À. Thế Bún có thích không? Con có thích. Ừ. Xuống đây. Ờ, à, xuống đây. Nó không xuống được, bờ cao lắm. Nó đi vòng đấy. Kệ nó đi. Nó đang... Đói. Đấy. Trâu thì ăn gì? Con cháu ăn cỏ. Thế à? Sao nó không ăn cơm nhỉ? Nó không biết ăn cơm đâu, nó chỉ biết uống nước này, ừ, cỏ thôi. Thế à? Thế nhà Bún có trâu không? Không. Ừ, thế nhà... Gà. Thế á? Gà mới biết ăn cơm. Gà nhà Bún có không? Có. Ừ, thế à? Có nhiều gà không? Có. Ừ, này. Nào, thế lên tiếp xem con kia nha. Ừ. Đây là trâu nhà mình. Ờ, để xem nó, để bác đi xem là... Nạp rau mà. Đấy. Chào cô nhá. Đấy cô Ánh cô đang. Bà đang đi nhặt rau kìa. Đấy rau thì ở đây thì được các bà trồng trong nương ngô. Đấy cứ hái về mà đến mùa là hái về ăn thôi. Hôm nay không đi chăn trâu hả cô? Hả? Đi về rồi á? À rau bí nha các bác nha. Đấy. À có quả bí rồi này. Đấy, cô Ánh cô đang được quả bí rồi. Nhưng mà hôm nay cho trâu về sớm đấy à cô? Năm về. Đấy, cái này có quả bí này các bác ạ. Đấy. Có quả bí đây. Con chào bà chưa? Con chào bà. Ừ. Đấy. Đâu? Đây là con của Hằng ấy, con thằng này mới là con của cháu thôi. Đấy. Không. Đấy của bà đấy kìa. Đấy xem thôi, xem bà nhặt thôi. Đấy. Nhặt rau luôn. Không phải là trồng mà là tự trồng trong sen với ngô. Ngồi ngồi cẩn thận. Ngô cũng sắp được rồi đấy nhỉ, ngô sắp chín rồi đấy. Ngô sắp nên luộc rồi. Đây. Một tí hòn. Nắng quá nhỉ. Nắng quá. Ừ.
chỗ này đấy, chỗ này chơi đi, chỗ này chơi này này, chỗ này của bà mà, nhà bà mà đây này. Nhà bà ngoại á? Ở đây. Đấy là sao chỗ này? Ô, Châu Lê ăn ngô rồi kìa, nhanh lên. Bú đây. Châu Lê ăn ngô rồi, nhanh lên, kéo xuống đi. Đấy, chăn châu không ổn rồi. Châu ăn ngô rồi. Ăn ngô, 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 kéo xuống đi. Đường này, đường này, đường này. Đi đường này mà. Ui, bỏ, không ăn đâu nhá, không được ăn đâu nhá, chỉ xem thôi. Rồi, lên. Quả đen đen này không ăn được đâu. Nó đường này, đường này. Đường này mà. Đây này, đường này cơ mà. Ôi, ngã. Ôi, như vậy là hai ba bác cháu chạy đi một lúc là Châu đã tấn công ngô. Nhanh lên, lắc nữa người ta chửi đấy. Đấy. Rồi, kéo xuống. Đấy, nhanh như chớp. Ờ. Ừ, không, thế buộc vào nhá, lại buộc vào nhá. Buộc vào nhá. Chỗ này nó không chịu ăn đâu, nó có phân nó không ăn đâu. Đấy, nó lại lên ăn tiếp rồi. Thấy chưa? Ôi rồi ôi. Đấy. Đấy, buộc bây giờ để bác buộc vào. Để cho nó ăn à. Đấy, đằng nào. Ừ. Ôi. Nào rồi rồi, buộc vào đã lăn nữa với về. Nào, nó còn đang ở đây, nào buộc vào. Ừ. Cắm xuống. Cắm nhé, tự bỏ tay ra. Đấy. Tránh tay con, tránh ăn. Để bác đập nào. Ôi đừng tay cho nhá. Trời ơi. Đấy được rồi. Đấy được rồi. Không cho nó đi nữa, nó đi nó toàn đi ăn. À, đi kéo em, à anh lên với, anh không lên được kìa. Đấy, ngay một quả ngô rồi này. Ngay một quả ngô. Đấy. Ngay một quả ngô. Con này bé hơn con bên kia. À, lên đây. À, đường bên này mà. Đấy, đường bên kia hả? Trời ạ. Đấy, đường bên này đi. Đấy, bà đã lấy được rau về rồi kìa. Đấy. Đây, chỗ này này. Chỗ trước mặt con này. Đây này, lên đường này này. Đấy. Đây đường này này. Đây này. Đấy. Mình cả lên được rồi. Ừ, nào lên đi. Không đường bên này nữa. Này. Cẩn thận. Rồi. Bây giờ mình đã lên được rồi. Ừ, nào em muốn lên đi. Xong đi về đi. Nhưng mà con không kể đâu, con chỉ chào kia thôi. Ôi dồi, dính hết quần rồi đây này. Dính đây này. Cái hoa xuyên chi, gai hoa xuyên chi cắm hết quần rồi. Lăn ra nhà sau, lên đi chỗ. Đi về nhà đi. Không được về nhà đâu, con muốn sát trong kia. Muốn chơi ở đây á? Có, con muốn sát trong về nhà. Đúng đó. Châu chưa cho về đâu, lăn nữa ông mới xuống lấy. Xong lăn nữa cùng ông xuống căn. Bây giờ không lăn nữa ông xuống dắt thì hai con với lại anh vợ xuống dắt.
sức mạnh quá. Đấy đây đây, nó cẩn thận nha, nó lại đấy, nó đang chuẩn bị lại đi ăn ngô tiếp hay sao ấy. Chẳng cho thôi. Ôi ơi, cẩn thận cả. Đau đấy con ạ. Cẩn thận rơi vào chân nha. Đấy đấy. Rơi vào chân đấy. Bắt quay như này. Rồi rồi. Đây. Lên lên lên. Đấy, đấy. Anh kìa, anh đang làm này. Đi đi xem anh làm đi. Đấy. Úi dù, cẩn thận vào chân. Nào, rơi vào chân đấy con ạ. Nào nào, tránh nha, tránh nha, tránh nha. Vỡ rồi. Đấy, rủ về không về bây giờ. Về đây, bây giờ bác về đây. Bố về đây. Thế tựa đây nhá. Ok, mình vừa ăn ra đây thì mới đón về. À, lát nữa ông ra đây đón mới đón về á. Đúng rồi. Đấy. Cẩn thận quần áo bẩn nhá, là đi xem bắt cua nào. Đấy kia lại có một nhóm nữa kìa. Đi. À, đi theo em, muốn đi theo em, muốn đi. Đấy, đừng đấm vào mạng, đúng vào đây, đấy. Đi đi. Đấy, xem nào. Chú bác bắt à? Chú bác bắt cua à? Đấy. Hãy xem số mạng của cả trái. Ờ, đi. Xem cua có không. Con chào bà đi, con chào bà đi. Con chào bà. Dạ, vâng. Đấy. Đấy xem. Đấy, mắt thì nhìn bà bảo kìa. Đấy xem chú bác bắt cua nha. Nào chỉ xem thôi nha. Đấy. Có con không, có không băng. Để xem thôi, để đứng xem. Ừ, đấy đạn. Ôi cẩn thận ngã nha. Này, ừ. Này. Đâu? Ừ. Đấy. Cua đâu? Lươn á? Đâu? Đâu mà là. Bắt xong lấy về nướng ăn nha. Không. Ờ, về hợp lý hơn à? Đấy. Có không? Có không thấy à? Thế sao biết có lươn? Có hàng. Có hàng á? À đâu? À, con ốc kia có phải không? Đâu? Ốc đâu? Nhà đi xa rồi. Đây á? À? À ở đây có một. Con lươn đâu? Con lươn đâu? Con lươn. Lươn đâu? Con lươn. Con lươn. Bừng hết cây rồi. Chị này là chị gì nhỉ? Giang. Chị Giang, đây là chị Hoài. Hằng. Hằng á. Giang Hằng. Nguyên, đây là Nguyên. Đâu? Nguyên không nhỉ? Nguyên đâu? Nguyên đâu bố? Nguyên hả? Đấy. Móc được.
Nhưng mi rúi à? Có sợ chúng không? Không. Đúng rồi. Thế chị Hoài là lớn hơn đúng không? Đúng. Ồ, chị Hoài học lớp 10 rồi á? Ôi ồ. Đấy. Đấy. Bắt cá. À, bắt cua. Và bắt lươn chứ nhỉ? Đấy, chú Đạt là đang lúc còn... Chú Đạt đây. Phải chú Đạt không? Đúng rồi. Nó vào sâu tít xuống lòng đất. Có lâu chưa đây có. Có không? Đau, không được. Đấy. Cuối cùng cũng không được. Đố chú bắt lát được một con nào nữa. Không bắt lươn về nuôi. Bắt lươn về nuôi á? Nhà Đạt nuôi à? Bố Đạt đâu? Bố Đạt đi làm á? Bố Đạt đi làm tối mới về à? Anh Nguyên ở xanh đây là Vượng nhá, Vượng. Ừ. Vượng là cháu. Gọi là ôi. Tìm tiếp chưa? Nào, Nguyên có biết tìm không? Không tìm đâu. Nguyên không biết tìm thì thôi. Nào lại theo chân mấy bạn này nhá. Các bạn nhá, đây. Úi ôi, mạ người ta làm này. Chó vào đây lộn xiếc à. Rồi, hỏng hết mạ rồi. Đâu, xem nào, chỗ nào có. Đâu, Vượng lên đây đấy. Ở đây thì làm. Làm gì có cua. Đi từ từ đâu nhá. Đi từ từ đòi ngã này. Ngã rồi rồi nào, đi xe. Đi qua lửa đây, khói quá. Nhanh nhanh, khói quá. Đi đây. Khói không? Mắt của tôi. Rất hay. Ui dồi, đấy. Đây cũng là mạ khô đấy các bạn. Mạ khô. Đúng rồi, đừng đánh nhau nhá. Cho nhau xem thôi. Đâu đấy? Đi chơi lượn. Ừ, đi chơi lượn thôi. Chẳng nào có mò được con nào không? Hay là bó tay? Bó tay rồi à? Tít trong này á? Cẩn thận lửa nhá. Nhảy qua lửa đây. Ừ, cẩn thận nhá. Bỏng đấy. Đây là cháu áo xanh, thì là cháu con cô của Phúc Bạc. Đấy. Nào nào, ui đừng nhấm vào mạ con. Đừng nhấm vào mạ. Ừ. Đừng cẩn thận nha, bỏng đấy nha. Xa rồi. Đấy đúng rồi, quạt. Ừ. Nào không dám vào lên đây, chỉ đứng ở đây thôi. Kia là mạ của bác Tùng đấy. Nào bún. Bún đấy, con không được dám vào đấy. Ra đây. Ừ, khỏi quá chạy lên đi. À, lên đi con, chạy đi kìa. Theo các anh ở đi đi. Đi thôi. Rất thích nghịch với cái đống lửa này. Nào chạy đây này. Ui lên kìa. Lên kìa, đi. Đi. Cẩn thận nha. Cầm bỏ ra cây đi, bỏ cây đi. Bỏ cây đi, nó cuột vào mặt đấy. Đấy, bỏ đi.
Thì đúng rồi, bỏ đi. Đấy, đi theo đường này về nhà nhá. Đấy. Lên lên đấy. Nhà mình ở trên kia các bạn. Đấy. Đấy. Ba vượng, ba cháu đi đi, ba cháu ở nhà bảo bà đi. Bà vượng đi đâu? Bảo bà đi, bảo bà là bà ơi cháu, bà cháu ở ngoài nhà. Có mồm. Đấy, đấy. Nào đi đi đường này đi về nhà, nó chào bà xong đi về nhà đi. Đấy, không được. Đấy. Nào, qua đặt sạch đường này đi, đặt đặt đường dưới này này. Đặt đường đường dưới này, đường đường trên kia. Đấy. Xuống ạ. Bốn. Đường này, đường này. Đường này, đường này. Đường này lên trên kia, chị chỗ em bút kìa. Đi đi. Đấy. Đây các bác, đây cũng đang làm mạ khô này kìa. Các bác là thấy chưa, là làm mạ mạ khô. Nào nào nào, đi 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 nào. Em bú lên được kìa. Đi đi theo em bú đi. Nào, để cô. Ờ. Nào nào nào, chị Giang đấy. Cô Giang cô làm. Nào lên đi, lên lên lên. Ừ, nào nào nào. Nào. Ừ, nào lên đi con. Đúng rồi, lên 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 đường này kìa. Em bú lên tít đường kia rồi cơ mà. Đây, đây rì pí hơn này mà bạn. Đấy, đấy rì pí hơn này mà. Nhưng mà nhỏ. Không, không rơi đấy, rơi vào, vào mặt đấy, đừng, đừng rơi như thế. Đây đi đi kìa, em bú lên trên. Ui, có cái diều à, đi chơi diều kìa. Bỏ đấy, có cái diều à. Đấy. Đường này. Ôi ngã. Đường này mà. Từ từ đi cẩn thận, đi cẩn thận đây này. Đấy. Đấy, từ từ đi. Đúng rồi đi. Đi bước nhẹ nhàng qua, đừng nhảy. Đúng rồi. Đấy, đây, đây. Lên, lên xem diều. Đấy. Đấy, lên đi. Đó, bà. Đấy chưa, bà. Đấy, bà làm mạ khô này này. Thấy chưa? Đấy. Nhưng mà dù sợ hay lên ăn mi năm này nhưng tay. Ồ. Đấy, thả đây đi, đi đâu nữa? Đấy, thả trên kia đi, vườn của bà kia kìa, hôm nào kìa. À, đây này, trốn ra chỗ này đây, ra chỗ này mới không có dây điện. Đây này, à, chú bác ơi, ra đây. Ôi, vượng này. Đấy, kéo đây. Đấy, ôi. Ừ. Nhưng ngọng. Ô, em, chú Giang lại sao lại về rồi? Đấy. Từ từ để bố bé qua nha. Đây. Nào, từ từ, để bố bế qua. Nào, làm về đây. Đây. Đấy. Bế qua chỗ này thôi nhá. Xong là đi chơi với các chú với lại các anh nhá.
Không là đi. Đấy, đấy, thích riêng. Thích riêng à? Thích riêng. Thế con chào bà đi, con chào bà. Con chào bà. À. Ừ, con chào bà, con đi xem diều. Con chào bà, con đi xem diều. À. Đây, đây là cây mon. Mon nhiều chưa đây này? Ờ, con bạch tuộc đâu? Đây này, đi đi đi, không không có đâu, đi đi. Nào, xong rồi lại tiếp tục hành trình. Hành chơi rồi. Cái ra bị chẳng ăn. À. Rồi chạy đi. Đấy, con trai của cô ba. Đây, ngã lên ngã xuống đây bà xem. Mami peco. Đấy. Đúng rồi. Mami đấy, ok, đấy, ở lên rồi, lên rồi. Đây, đấy, rất là vui. À, nghỉ lễ thì các con được về chơi, đúng là một cái không khí và cũng là một cái chỗ chơi để cho các con trải nghiệm. Chạy đi, chạy thật lực ra nào. Diều không lên được à? Kéo xem nào. Cho chú bác kéo xem nào. Anh Hoàng kéo không được à? Lên. Ôi. Thả ra. Để cho chú. Không có gió. Nào tránh nha để chú bác kéo nào. Tránh nha. Tránh xa ra. Để chú kéo. Bún với lại Vượng tránh ra đi. Không lên được. Hôm qua có hôm nào chú bắt bay được chưa? Bay nhiều rồi. Ừ. Lên. Đúng rồi, lên rồi. Mạnh lên. Kéo đi, lên đi. Lên rồi. Giật đi. Hạ Thánh nha con. À, rất là thích. Nào thế chờ đã ở đây chờ con. Thánh nha. Ôi, sắp được rồi, lên. Lên. Lên rồi, giật đi. Bà bấy phép là bà. Lại.
Làm vay. Ít theo không ạ? Bác đi xem ruộng. Vâng, Nguyên thôi mà. Chú Nguyên này tôi bún, tôi nóng ăn. Lục Hằng á. Vay nó lán rồi mà. Ừ, mẹ tôi mẹ buông vay cả. Vâng. Bỏ mi nhà. Bỏ mi nhà hử? Đấy. Là bà đi xem ruộng và nhà tao luôn. Nào. Lên lên. Sắp được rồi, sắp được rồi, sắp được rồi. Ôi giời. Nói như vậy thôi thì Phúc Bằng chưa bao giờ là kéo diều bao giờ. Chỉ xem thôi. Anh Tùng đúng không? À đấy, đây con nhà bác. Đó là anh Tùng, mình cũng đi công tác nhiều năm cũng không quay trở về lớn rồi. Cháu lớn rồi mà còn xít nó không nhận ra. Thôi, cho chú Bắc, chú chạy đi. Đấy, đấy, chú Bắc chạy nào, chắc là sắp tối rồi. Ừ. Đấy, còn mình rất là thích, dù về không về. Có gió rồi đấy, có gió rồi đấy. Lên rồi, lên rồi, lên rồi, kéo đi. Rất là vui. Một ngày chơi với lũ trẻ thật là tuyệt vời. Dưới cái cánh đồng giữa làng. Không bay được nữa à? Ôi dồi. Nào. Nào. Ui, để bác xem nào, bác xem. Ôi, bún có chạy được không? Bún có bay được không? Có. Lát nữa bún chạy nhá. Bún chạy xem nào. Cháu gái của mình tên là Quỳnh Giao nhưng mà tên ở nhà gọi là Bún. Cô bé có 4 tuổi rưỡi thôi nhưng mà rất là to, cao. Rồi. Rồi ơi, ôi rồi, cẩn thận rách nha. Đây. Anh Hoàng mệt quá. Anh Hoàng. Được quá. Khát nước. Khát nước nữa à? Bé ơi, sao anh kia? Rồi. Không kịp à con? Rất là thích. Đi về chưa? Chưa. Con thích thả diều. Con thích thả diều à? Con chơi ở đây nhá. Ok. Thế lần đầu xuống đón nhá. Ok. Ừ. Rồi, okay. Cho các con chơi ở đây. Bây giờ mình sẽ cũng tối rồi. Mình về nấu cơm. Để cho các con chơi ở cánh ngoài cánh đồng này cho thoải mái. Cảm ơn các bác và quý vị đã theo dõi clip của Phúc Bằng nhá. Xin hẹn gặp lại và quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo của Phúc Bằng. Xin chào và hẹn gặp lại.